Đeo đồ, thắt đồ, chúng ta là tội đồ đều ngồi chung hết. Bữa giờ đi hai bữa nay đi Hiệp Canh năn nỉ ông gì à? Ông hộ pháp của cái đất đó để gia hộ cho cái đất Houston mau phát triển để dân Houston có một chỗ lễ lọc tu tập, tại vì cục đất nó quan trọng lắm. Mình không có cái nơi này mình cũng không có ngồi đây nói chuyện được, mình không có nơi nói chuyện thì mình cũng không có quay video để cho mọi người có cái nguồn sinh hoạt về thay đổi tâm linh giờ chót thời tận thế Phật Di Lặc sắp ra đời, Đức Thầy sắp xuất hiện thì nó quan trọng. Thì cái mảnh đất Houston nó cũng giống như vậy, thay vì đi ăn uống hay chạy chỗ này chỗ kia cũng vòng vòng mà về nhà, mà mình có cái đất như Thiên Long Sơn của mình ở Miltitat Cali này, mình lên đó mình ngồi cả ngày không sao. Còn mình giờ mình không có Thiên Long Sơn trên núi, mình ngồi đây thì cũng hơi lâu lâu được á, nhưng mà ở đây không biết được bao lâu à, trời mưa trời nắng nữa, mà ở đây cũng không có chư thiên nhiều, chỉ có mấy vị hộ pháp của Kiệt thôi. Ở trên núi á mới nhiều chư Phật chư thiên, mình đang nói chuyện thì chư vị cũng cũng ngồi chung với mình và cho điểm cho mình, rồi đứa nào bị nóng lạnh sổ mũi, bị ma, bị yêu, bị bùa, bị ngải, mấy vị cũng gỡ giùm mình. Còn ngồi đây á, thì mấy vị hộ pháp cũng sẽ giúp mình, chứ không phải là mấy vị không có giúp, nhưng mà số lượng ít. Còn tiên chúng cũng không có tới đây nữa, tại trên núi là tiên cảnh, thì tiên chúng trên trời mỗi lần kiện nói chuyện á mấy tiên chúng cũng xuống, cũng giống như ngày hôm qua hôm kia Houston ở chỗ ở nhà đó, nó có dòng sông, vừa ngồi nói chuyện với đám đệ tử bển ở dưới Long Cung á, con cháu ngoại cháu chắc của Long Cung lên ngồi đầy xung quanh hết. Tại nó có dòng sông á gần nước, là cái nhà đó là bên Long Cung của Ngũ Long Công Chúa, thì ở dưới Long Cung cũng lên ngồi đầy ở chỗ đó, thì mỗi nơi có mỗi chỗ. Còn mình lên Thiên Long Sơn á, thì có tiên chúng trên trời 36 tầng trời xuống chơi với mình. Đó là tại sao ngày xưa lúc mà năm mấy tháng trước đi tìm mua căn nhà ở bển, phải có cái nhà nghe, chứ hụ qua bển mà ở khách sạn chịu đâu có nổi, phải mua nhà nhỏ quá. Thì biết đệ tử Hội Thiên sau này càng ngày càng đông, nó tới 7 tỷ người lận, mà giờ mới có 70 người à, còn 6 tỷ 993 nghìn người chưa có gia nhập. Thì mình mới kiếm nhà bự bự để tu tập, tại vì sau này nó sẽ thống nhất thế giới mới không còn thánh chiến. Thì ở trên nói vậy thì thường với lặp lại thôi, thời gian bao lâu thì mình chờ xem. Thì mấy vị chọn ra cái nhà đó, cái ông đó vừa list lên chưa có lên cái market nữa, tự nhiên cái Kiệt tới Kiệt mua lô trong vòng 3 ngày 7 5 ngày thôi là trả tiền xong. Thì hôm nay mình có cái nơi để cho con cháu hộ thiên tụ tập lại chỗ đó, nó có thể tụ tập cả ngàn người được, sau lưng có dòng sông, ở trong nhà thôi là mấy trăm người được, trong nhà khoảng 300 400 người được, ngủ cỡ 50 70 tới 100 người được á. Thì cái đó là của bề trên chọn để mà mình đó là những đứa con họ thiên có phước. Nãy đang